cảnh đám cưới cực lãng mạn của Lý Thanh Thảo Mùi Ngò Gai và chồng Tây tại Hà Lan. Sau vài năm chung sống, cả hai mới tổ chức đám cưới tại quê nhà ông xã. Hạnh phúc của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ. Lý Thanh Thảo đưa cả hai cậu con trai đi cùng để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này. Sáng ngày 6 tháng 7, nữ diễn viên phản diện của bộ phim truyền hình đình đám Mùi Ngò Gai, Lý Thanh Thảo đã chính thức tổ chức hôn lễ cùng chồng Tây. Được biết cả hai đã thực hiện ngày trọng đại này tại quê nhà của ông xã cô. Trước đó vài ngày, cặp đôi cùng với người thân đã cùng nhau đáp chuyến bay sang Hà Lan. Lần này hai cậu quý tử cũng được đưa đi cùng. Nữ diễn viên và doanh nhân Kristen Romer đã đến tòa thị chính để đăng ký giấy kết hôn. Cô diện váy trắng tinh khôi, anh điển trai với vest xanh trong ngày vui này. Đặc biệt hơn, hai cậu con trai cũng được diện vest và cầm hoa đằng sau chúc mừng bố mẹ. Ngoài ra, khung ảnh của hôn lễ cũng khiến nhiều người ghen tị khi họ ngồi trên xe ngựa để di chuyển vào lễ đường. Lý Thanh Thảo hào hứng chia sẻ, cưới nhau rồi đó nhé anh yêu, xe ngựa chở nhau về bến mơ nè. Trước giờ diễn ra lễ cưới, nữ diễn viên đã tự tay trang điểm cho mình. Có lẽ cô không giấu được niềm vui và sự hồi hộp khi cùng người bạn đời thực hiện những điều ý nghĩa. Cặp nhẫn cưới mà doanh nhân Kristen Romer đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Trước đó vào năm 2016, Lý Thanh Thảo từng được ông xã ngoại quốc cầu hôn bất ngờ tại Australia. Kết hôn từ năm 2009 và hạ sinh con trai đầu lòng, tuy nhiên hôn nhân của cô lại tan vỡ khoảng 2 năm sau đó. Về sau này, cô gặp được Kristen Romer và họ cùng có với nhau thêm một cậu bé Damien. Cuộc sống vợ chồng của họ rất hạnh phúc khi ông xã thương yêu con riêng của cô hết mực và không có sự cản trở chuyện con riêng. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên nhân ngày trọng đại này. Nữ diễn viên bị ghét nhất Mùi Ngò Gai cùng chồng Tây sang Hà Lan làm lễ cưới. Nữ diễn viên Mùi Ngò Gai cùng gia đình chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trước giờ bay về Hà Lan. Mùi Ngò Gai ghi dấu ấn diễn xuất của Lý Thanh Thảo trong vai Thủy, vợ của nhân vật Khanh, Hòa Hiệp đóng. Sau Mùi Ngò Gai, Thanh Thảo đóng series phim Gia Đình Phép Thuật, Hương Phù Sa. Sau đó hình ảnh cô thưa dần trên màn ảnh. Nữ diễn viên hiện là bà mẹ hai con, hưởng thụ cuộc sống viên mãn bên người chồng thứ hai quốc tịch nước ngoài. Mới đây, nữ diễn viên Lý Thanh Thảo và ông xã Kristen Romer diễn đồ cùng tông tại sân bay chuẩn bị bay về Hà Lan. Cả hai sẽ đăng ký kết hôn vào ngày 5 tháng 7 tại Hà Lan và tổ chức tiệc mừng vào buổi tối cùng ngày. Cả gia đình Lý Thanh Thảo đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị bay đến Hà Lan. Lý Thanh Thảo chia sẻ từ ngày quen chồng tương lai, cô sang Hà Lan khoảng 7 lần. Lần này, cô có cảm giác hồi hộp và xúc động nhất vì cô sắp được làm cô dâu. Cô dự định sẽ chụp hai bộ ảnh cưới cùng gia đình ở Hà Lan và Pháp. Con trai riêng của Lý Thanh Thảo, Gia Khánh 8 tuổi và con trai chung với hôn phu, bé Bơ 3 tuổi cũng sẽ đi cùng trong chuyến đi này. Trong cuộc sống riêng, Lý Thanh Thảo từng trải qua hai lần đò. Năm 2009, cô kết hôn cùng một người Việt Nam, sinh được một bé trai tên Gia Khánh, nhưng hôn nhân nhanh chóng tan vỡ sau 2 năm. Sau đó một thời gian, cô quen ông xã hiện tại, anh tên Kristen Romer, người Hà Lan, hơn cô 4 tuổi và là tổng giám đốc của một công ty tại khu công nghiệp Tân Bình. Tháng 9 năm 2016, Lý Thanh Thảo sinh cho ông xã người Tây cậu nhóc kháu khỉnh, lanh lợi, bé được cô gọi tên ở nhà là Bơ. Hé lộ cách sống của các đại gia triệu đô trong showbiz Việt khiến ai cũng ngỡ ngàng. Không khoe khoang sự giàu có, nhưng cách họ tiêu tiền làm người hâm mộ không khỏi thán phục. Sở hữu khối tài sản triệu đô, nhưng những nghệ sĩ như Quyền Linh, Hoài Linh và Mỹ Tâm vẫn giữ cho mình cách sống giản dị đến bất ngờ. Không chỉ thế, họ còn luôn mở rộng tấm lòng để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Không khoe khoang sự giàu có, nhưng cách họ tiêu tiền làm chúng ta không khỏi thán phục. Hoài Linh bán mạng để thực hiện tâm nguyện xây nhà tổ. Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ có khối tài sản khổng lồ trong showbiz Việt. Có thông tin cho hay, cách xây của anh lên đến 200 triệu đồng trên một sự kiện. Ngoài ra, lịch chạy show dày đặc cũng đem đến một nguồn thu không hề nhỏ cho Hoài Linh. Hoài Linh cũng sở hữu một bộ sưu tập kim cương mà nhiều người mơ ước. Anh cũng chính là người dạy Đàm Vĩnh Hưng cách chơi kim cương. Dù có khối tài sản hàng trăm tỷ, nhưng Hoài Linh vẫn giữ cuộc sống rất giản dị. Sau những giờ lên sân khấu, anh vẫn đi dép tông, mặc quần cọc, áo phông. Hình ảnh Hoài Linh ăn mì tôm, bánh mì ở hậu trường các sự kiện không còn xa lạ với khán giả. Hoài Linh tích cực chạy show để có đủ tiền hoàn thành nhà thờ tổ nghiệp cho các nghệ sĩ có nơi đi về. Ngôi nhà thờ tổ nghiệp trị giá hàng trăm tỷ của Hoài Linh đã trở thành điểm dừng chân của nhiều nghệ sĩ và khách thập phương. Hoài Linh luôn tận tình đón tiếp khách đến thăm bằng tình cảm chân thành, bằng nghĩa cử của anh nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ trong cả nước. Quyền Linh ở nhà triệu đô vẫn đi dép tổ ong và làm từ thiện.
Quyền Linh cũng là một trong những đại gia của showbiz Việt. Anh sở hữu căn biệt thự trị giá triệu đô cùng hàng loạt tài sản có giá trị khác. Tuy nhiên khi rời sân khấu, Quyền Linh lại có cuộc sống giản dị. Anh tự tay giặt quần áo cho vợ con, tự tay chăm mảnh vườn ngát xanh của mình. Mới đây nhất, hình ảnh Quyền Linh lặng lẽ đi dép tổ ong, mặc quần bò rách đến thắp hương cho hiệp sĩ tử nạn ở Sài Gòn vào ngày 14 tháng 5 vừa qua gây sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Trong khi đó, Quyền Linh thường đi về vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ bà con nghèo. Trong chương trình Vượt Lên Chính Mình, đôi khi anh bấm đồng hồ bằng trái tim mình để tạo điều kiện cho người chơi giành chiến thắng. Không chỉ thế, thỉnh thoảng, người ta lại thấy anh nói có một nhà tài trợ đã ủng hộ gia đình với số tiền là. Tuy nhiên, số tiền đó chính là do anh bỏ ra để giúp đỡ bà con nghèo. Cách ứng xử nhân văn ấy của Quyền Linh đã làm nhiều người không cầm được nước mắt. Mỹ Tâm chi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm để làm từ thiện. Ca sĩ Mỹ Tâm cũng là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nữ ca sĩ họa mi tóc nâu sở hữu một trung tâm thương mại trị giá hàng trăm tỷ ở trung tâm Sài Gòn, một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, một hãng thời trang mang tên mình. Dù có một khối tài sản khổng lồ như vậy, nhưng Mỹ Tâm vẫn luôn giữ cách sống giản dị ở ngoài đời và cả trên sân khấu. Mỹ Tâm cũng là một trong những người tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện. Họa mi tóc nâu xây dựng quỹ từ thiện mang tên Mỹ Tâm để giúp đỡ các trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật trong cả nước. Mỗi năm ước tính Mỹ Tâm chi khoảng 1,4 tỷ đồng cho hoạt động của quỹ từ thiện này. Đặc biệt, trong dịp Noel năm 2016, Mỹ Tâm lên hát cùng chàng trai khiếm thị trên sân khấu bên vỉa hè khiến nhiều người xúc động. Những hành động xuất phát từ trái tim của cô đã từng gây rung động cộng đồng mạng khiến nhiều trái tim thổn thức. Tài năng, giàu có cả về vật chất và tâm hồn, Hoài Linh, Mỹ Tâm và Quyền Linh là những nghệ sĩ được khán giả yêu mến bằng cả trái tim của mình. Sự mộc mạc, chân thành cùng những đóng góp của họ cho xã hội đã làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Hoa hậu Trúc Diễm lần đầu trải lòng về cuộc sống hôn nhân với người chồng cô cho là biến thái. Trước khi cưới, chồng tôi là một người rất ngăn nắp, bởi vậy tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ giữ được sự ngăn nắp đó sau khi cưới. Thậm chí trong ngày cưới, chồng tôi còn dám đứng trên sân khấu trước toàn thể khách mời và hứa, từ nay, ngày nào anh cũng sẽ rửa chén cho em không cần phải làm gì hết. Nghe thấy câu đó tôi vui và cảm động lắm. Tôi vốn ghét rửa chén, nấu bao nhiêu món cũng được, nhưng rửa thì không. Cuối cùng, tôi phải là người rửa hết. Tôi tự thấy hai vợ chồng mình là người biến thái, có thể dùng chung toilet cùng nhau, cái gì tôi cũng dùng, chồng tôi cũng dùng. Tôi đánh răng đã để hai bàn chải cho hai vợ chồng cạnh nhau, mà chồng cứ lấy của tôi ra đánh. Hai cái khăn tắm tôi để khác nhau, chồng cũng lấy của tôi ra lao. Tới lúc tôi lấy ra lao thì hôi không chịu được. Mặc đồ ngủ hay bộ đồ ở nhà thoải mái lắm, tôi rất thích mặc, nhưng chồng tôi lại cứ chê tôi mặc như bà thím. Cái gì tôi cũng nói với chồng, như nãy chẳng bao giờ làm, mà nói nhiều thì thành ra cãi nhau, ai cũng đi ra đường làm việc hết. Tôi có kinh doanh riêng của tôi, chồng tôi có kinh doanh riêng của chồng tôi, ai cũng là trụ cột của gia đình chứ không phải một người, vì thế việc nhà cũng phải chia ra. Ngày xưa tôi thường có suy nghĩ phải mặc những bộ đồ tương xứng với vị trí của mình, nên tìm kiếm được bao nhiêu tiền xài hết bấy nhiêu. Nhưng từ lúc chuẩn bị lấy chồng và lấy chồng rồi, tôi bỗng thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn mua những món đồ phù hợp với giá tiền và mình làm đẹp hơn. Tôi học cách bỏ qua những lời đàm tiếu so sánh. Ngày của tôi thường phải gặp nhiều lời so sánh đàm tiếu, nên tôi không muốn bận tâm vào nó. Nhờ đó tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Tiền này tôi để lo cho bản thân, gia đình, bố mẹ, con cái sau này, hoặc từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Đôi khi, tôi cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối vì đã bỏ sân khấu, nhưng khi nhìn cuộc sống hiện tại của mình bình yên, vui vẻ, tôi cảm thấy thoải mái. Bây giờ tôi muốn sòng phẳng công việc nhà, hai vợ chồng tôi ai cũng đi làm, nhưng việc nhà là tôi phải làm hết. Gia đình tôi cũng thuê người làm, nhưng một tuần họ chỉ đến 2 lần thôi, nên những việc lặt vặt tôi phải làm. Nhiều khi tôi bận việc này việc kia, chạy chỗ nọ chỗ kia, đầu như muốn nổ tung, mà về tới nhà chưa kịp thay đồ thì ông xã đã hỏi sao không nấu cơm. Đi làm về mệt mỏi mà tôi phải mặc nguyên bộ đồ chạy vào bếp, vo gạo, nấu cơm, rồi bưng lên tận bàn. Điều này khiến tôi rất nản. Tôi cảm thấy quá sức mệt mỏi, như một cục pin bị cạn năng lượng, nên rất cần sự giúp đỡ từ người chồng. Tôi muốn chồng mình mua tạm đồ ăn để ăn khi tôi quá bận, hoặc nấu cho hai vợ chồng bát mì để tôi có thời gian tắm rửa. Được như vậy là tôi vui rồi. Tôi đã lựa chọn đứng về phía sau khi lấy chồng. Thời điểm đó tôi không còn đi catwalk, dự event hay xuất hiện trên truyền hình. Tôi phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chồng, rồi tới công ty làm việc. Tôi ứa nước mắt khi bị hỏi sao không xuất hiện nữa. Tôi luôn phải về trước chồng 2 tiếng, bắt nồi cơm lên trước để nấu cơm cho gia đình.
dù ít hay nhiều, tôi cũng sẽ là người nấu cơm. Tôi mất 2 năm đầu hôn nhân để làm như vậy. Sau khi làm xong công việc, tôi mệt quá mới nằm xuống thì chồng lại nói em rảnh quá à. Lúc đó tôi tức quá mới cãi, tại sao những cái tôi hy sinh anh lại không hề biết. Tôi đang là người trong ánh hào quang mà phải hy sinh để lui về phía sau như vậy là điều quá lớn. Nhưng tôi không tiếc nuối điều đó, chỉ cần có sự chia sẻ từ chồng là đủ rồi. Tôi có thể bỏ qua hết mọi tật xấu nếu người đàn ông đó đồng cảm với tôi, chứ không phải coi việc nhà hiển nhiên là việc của tôi. Sau khi nói chuyện với nhau, chồng tôi cũng có thay đổi và xin lỗi tôi. Bây giờ tôi tự hứa sẽ tự thay đổi, nhỏ nhẹ hơn và san sẻ nói chuyện với chồng.